Kính thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Đà Nẵng là vận động và huy động mọi tiềm năng của toàn xã hội, của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam và gia đình của họ vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Trong 2 năm qua, dù đối diện với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng hội đã cố gắng vận động, hỗ trợ chăm sóc nạn nhân, bảo đảm được đời sống nạn nhân. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là một trong những lớp học nghề của Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Đà Nẵng. Khi các em được đến với trung tâm, các em sẽ được dựa vào các khỏi năng và các sức khỏe của các em mà trung tâm sẽ phân chia lớp. Tại trung tâm là có hiện nay bây giờ là có lớp mai, nghề hương, nghề hoa vôn và nghề lớp văn hóa, lớp kỹ năng sống. Và hiện giờ là đang có phát triển thêm nghề đó là lớp máy vi tính dành cho các em. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam tại các trung tâm chỉ là một trong những công việc của Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Đà Nẵng. Nhiều năm qua, Hội đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam vào các dịp lễ Tết. Giữa khó khăn của đại dịch COVID-19, Hội đã làm cầu nối để các nhà hảo tâm và các đơn vị trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam thành phố. Nhờ nỗ lực đó, các nhà hảo tâm còn tặng 14 chiếc xe đạp, 40 chiếc xe lăn, tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh và nạn nhân chất độc da cam. Hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7 ngôi nhà tình thương cho gia đình nạn nhân da cam trị giá 330 triệu đồng và xây dựng mới phòng tiên học tại Trung tâm Bảo trợ số 3. 6 tháng đầu năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, hội và các cấp hội cơ sở đã vận động được 6 tỷ 224 triệu đồng phục vụ cho hoạt động chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Hội Nạn nhân da cam đang xây dựng một cái hướng đi để làm thế nào đó vừa chủ động với tinh thần là chủ động cao nhất để tạo được một cái nguồn thu ổn định để làm thế nào đó có thể hỗ trợ cho nạn nhân da cam trong những cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn và trong cái quá trình hoạt động chăm sóc các cháu tại trung tâm bằng cái việc là tổ chức tăng gia sản xuất và các cái hoạt động khác để có thu nhập. Cái việc mà hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng là một cái việc rất cần thiết, có thể nói như vậy. Và suốt trong những năm qua, nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, của các mạnh thường quân thì Hội Nạn nhân da cam sẽ hoạt động không có hiệu quả và bản thân nạn nhân da cam cũng sẽ không được giúp đỡ nhiều. Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Ước mơ của các em cũng như cuộc sống còn nhiều khó khăn của hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của xã hội và những tấm lòng nhân ái để những nỗi đau, sự bất hạnh được xoa dịu và vơi đi trong tình yêu thương.